tham quan 5 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Chú tham quan theo cách ghép tour, nên hôm nay chú bắt đầu hành trình bằng chuyến bay Sài Gòn Hà Nội, sau đó nghỉ tại Hà Nội một đêm và sáng sớm hôm sau mới bắt đầu hành trình từ Hà Nội đi Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Chú ghi hình lại hành trình này để mọi người xem.
Hai trăm cái này nó 150, 200 cái này 300. Đây. Lấy về, hả đem mua đem về.